Welcome to Naughty for All YouTube channel. Here, you can practice sample dialogues for Naughty CCL exam. A parent has come to the doctor because they are worried about childhood immunizations. The dialogue begins now. Come in, Mrs. Rauman. It's good to see you. How are you today? Tôi cũng cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi hơi lo lắng, cô y tá nói con tôi chuẩn bị tiêm 4 tháng tuổi, và tôi không biết liệu tôi có muốn cô ấy có trúng không? What are you worried about? Did baby have a bad reaction last time? Chà, đúng vậy, cô ấy bị sốt một chút và khóc suốt một ngày, và tôi cũng có thể đứng để thấy cô ấy bị tổn thương, cô ấy rất nhỏ và đáng tin. I know how you feel. One minute they're happy and smiling at you. The next they're screaming. Imagine how the doctor feels. Vậy tại sao chúng ta làm điều đó? Chắc chắn chúng tôi cần một lý do khá chính đáng để khiến một đứa trẻ nhỏ đau khổ.
Yes, well, there are lots of good reasons. The diseases we vaccinate against are pretty nasty. In the past, children died from infectious diseases all the time. Others survived, but their health was damaged. Làm thế nào những căn bệnh khủng khiếp đó có thể ảnh hưởng đến chúng ta khi tất cả các thành phố và nhà cửa của chúng ta rất sạch sẽ? When I was training, I saw a 3-year-old with whooping cough. He was coughing so much he couldn't breathe. There was nothing we could do. He ended up with brain damage. Ồ, vậy là nó thực sự nghiêm túc. Điều gì xảy ra với trẻ em bị dị ứng với tiêm chủng? Họ không có những bức ảnh, họ đã bị bệnh nếu có bệnh dịch. Because most children have the vaccinations, epidemics of infectious diseases aren't very common. But if lots of children don't have their shots, those diseases could easily come back. Allergic children would be in danger. Vì vậy, nó không chỉ là một quyết định cá nhân, nó ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Tôi không nghĩ rằng tôi hiểu điều đó trước đây.
Yes. It's a serious decision. Cảm ơn bác sĩ. End of dialogue. Subscribe to Naughty for All YouTube channel and click the bell icon to get notified when we post our videos.